cần ô đi. Đừng có chạy con. Cần nó còn ở đây còn. Cái đó còn. Một cái lợn, đó đây dễ. Hành. Nó canh bậy nó lòn lấy nó là em. Má mi nói là ướt á, không có chạy được á. Đậu gồng mắc dưới ta, rồi có bông điểm nữa kìa. Đậu gồng. Nhiêu một cái vậy, nhiêu một cái vậy nè, hai đồng mấy hả? Chợ Việt Nam các bạn ơi, chợ Việt Nam. Ra bùn ngót má đợi nó lên, đợi nó lên lạnh đó.